Hello, xin chào mừng mọi người trở lại với channel của mình là Red Hood Fan đây. Và hôm nay chúng ta lại trở lại với clip mới nha mọi người. Nếu mọi người yêu thích kênh của mình thì mọi người hãy để lại cho mình một subscribe, like. Và cuối cùng mọi người hãy nhấn một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Và bây giờ bắt đầu thế nào. Hôm nay làm gì mọi người? Hero ơi, mèo ơi, mọi người đã trơn rồi. Có mèo đây à, còn Hero... Rồi bơi à. Ủa Hero đâu? Đưa ra bắt cá. Cá đâu? Đây nè. Đây là đâu? Trời ơi, sáng ra thì đâu mất tiêu hết trơn. Nè, kệ Hero đi, kệ nó kìa. Kệ Hero kìa, ủa cầm khiên đi đâu hả? Nhìn nó ngu quá mèo ơi. Hút cá, hút cá. Trời ơi, bị điên hả? Hero cầm khiên đi đâu? Hút đi, hút đi. Hút đi, hút đi. Hút đi. Không biết bơi đâu, chị em ơi. Sao ke, nước đi, không biết bơi hả? Đúng rồi đó, hút heo. Ê, mọi người vô làng chơi thử không? Mèo, mèo làm gì quýnh heo, cho xuống nước bơi đi. Nó đi heo tôi kìa. Mày xuống nước heo, xuống nước. Rồi, mèo, đi vô làng chơi mèo. Trời ơi, mới sáng đi tắm heo rồi. Đi vô làng chơi. Cho anh mấy như làng à. Đi đi. Hello, mấy cụ già làng. Trời ơi, giáo sư làm gì tập trung ra một. Ôi, làng đây có mộ nè. Cái mộ hả? Ồ, nghĩa trang. Trời ơi, sao nay tôi nghĩa trang làng luôn. Rồi, ghê vậy. Thiệt luôn hả? Nghĩa trang thiệt nè. Nè, đây có mấy cái bia gì nè. Ê, tôi biết đây nghĩa trang của cái gì nè. Đây, gần tới Tết rồi, người ta đi tảo mộ á mèo. Trời ơi, dọn phụ ra đi nè. Đó. Đúng không? Cỏ, cỏ. Thay quang, thay quang. Đây, có cái nhà làng cái gì vậy? Đây có gì nè. Trời ơi, ghê quá. Đây có cái rương gì nè mèo. Đây là đầu tiên tôi thấy được mèo. Đây có rương gì nè. Hả, cái rương gì? Không biết nữa. Cái gì? Ủa giờ này, ủa tay chân của mấy con này nè, biết lấy ra thử đi. Đầu con gì vậy? Sao có chân creeper mạnh zombie là sao hả? Đâu cho tôi hút coi với. Ủa cái này gì lấy ra hết thử coi. Quá chừng luôn. Nè đang lấy nè. Ủa cái này cái gì vậy? Đem ra thử cái nào. Quay. Cái lọ hút cái này không biết uống được không nè. Uống thử coi đâu đâu. Ủa đó là cái gì vậy? Không biết nữa. Uống thử đi, uống thử. Ê, tôi nào vậy có thấy hai cái lọ này lão hả? Uống thử đi. Uống được đâu, uống được. Uống được không? Không được. Kìa vậy? Ủa vậy có cái này là cái gì nè? Cái bàn tay chân cái gì vậy? Cái đầu cái gì vậy? Cái đầu cái gì? Ủa tôi đợi lên được nè. Ủa? Nhìn đã hả? Nè nè này cho mèo đội nè. Còn cho với. Không có cái một à. Sao. Ồ nhìn mặt ngu đi da. Ồ nhìn mặt nếp. Gì nếp? Nhìn mặt ngu quá à. Ra đây gạch thử coi. Ê cái đầu con heo hút. Không biết nữa, ra đây thử đi. Ra chờ tôi. Đây. Đập cỏ mọi người. Chờ tôi làm cho. Rồi thử đặt cái này xuống đi. Cái này cái gì nè? Cái gì vậy? Ai biết đâu, này giống cái chỗ tụng kinh cái gì nè. Ờ cái này giống cái hòm á, đúng không? Ừ, không biết nữa. Lại nằm xuống Hero, Hero nằm vô, Hero nằm vô hả? Nằm xuống. Trời ơi. Vậy không? Ôi, có Sharingan nè. Sharingan. Ừ, trong đây có Sharingan nè. Ôi, đúng nè, có Sharingan. Ủa, mà có thành con robot là gì vậy? Không biết nữa, đây tôi có cái tay, cái chân này, thử đi. Cái đầu à? Nè. Ôi, cái đầu vô được kìa. Gắn đầu này được luôn hả? Ừ, thấy cái đầu đó, nó gắn cái đầu cái gì? Ừ, để tôi gắn nè. Ông chân của Enderman hả? Ôi, con nha. Ê, bắt tôi phải không? Ôi, đi đâu hả? Đây, ta là tử thần đây. Ê, ông đang lão lộn coi kìa. Hút, cái con gì nằm trên cái bàn cái đầu đó. Lại đâu? Lại chủ trì cuộc ông muốn thăm tử thần á. Đi ra, ông già này, tôi để ghép ông vô luôn bây giờ. Cái nào cho nó ra? Đây, để tôi thử đây, tôi có cái lọ gì nè, nhìn chỗ là chỗ của ổng, hiểu không? Con này bị chỗ khác chơi mà mày đi không vậy? Ê, kìa! Cái gì đây? Trời tuyết kìa. Nó chạy tuyết. Ê, cái lạc bị luôn kìa. Ê, nó chọi cái dân làng đỏ chét lên kìa. Nó chọi cái gì á? Ủa sao mình đỏ chét hả? Ê, nó quýnh dân làng kìa. Trời, quýnh dân làng kìa. Ê, dân làng giết nó. Sao mày giết dân làng vậy? Ủa vậy? Lấy đồ ra giết nó, lấy đồ ra giết nó. Cái mặt của nó nhìn tiếu mai luôn hết. Đâu đâu? Ủa nó khóc là máu kìa. Ủa ghê quá à. Ê mèo mèo, nãy tôi lục trong rương tôi thấy được cái này nè mèo. Thấy cái gì? Cái ê cho tôi cái đó với coi, cho tôi cây đi. Ờ này để tôi xài cho. Ê tôi mày, nãy tôi lục trong cái hờ, cái quan tài thấy này nè. Ê nè tôi thấy cây nè. Ê giết nó được không? Không được, nghe sao khó giết mà vậy. Bu vô giết nó coi mọi người. Giết nó coi. Ê nó quýnh ghê quá. Trời chết rồi. Chết rồi. Ờ nó quýnh ra làng rồi. Ê cái con này nó, cái loài súc vật này mình không nên đầu thai nó nữa mèo ơi. Mình không nên đầu hai cái loài này nữa. Thì không nên hồi sinh nó vậy hả? Ê mèo mèo kiếm cho tôi con heo hay mèo. Ê tôi tò mò nếu cái trái tim này làm gì vậy? Nào. Này làm gì? Không biết nữa, thôi kệ nó đi. Dữ thứ quá vậy? Mèo mèo kiếm cho tôi con heo coi. Con heo gì vậy? Con heo, để tôi biết. Ở con gà kìa. Cái mình con heo
Hiro đang làm. Tôi ghép ra, tôi ghép ra con này đẹp không? Đâu có gì đâu. Cái con gì vậy? Đẹp không? Con kia đẹp không? Con này hả? Hiro giới thiệu con này Hiro chế tạo nó bằng những thứ gì? Nói nghe chị. À, cái tay của nó là của con Telekin á. Cái đầu của gà. Cái mình của nhện. Mình của nhện. Cái chân của em là mày. À, nó là vui á. Ê, Hiro, Hiro. Cái con này ăn cái gì đâu? Con này ăn gì? Cái con này ăn cái gì? Coi chắc ăn cỏ. Để tôi lấy cỏ ra nuôi nó thử coi. Tôi lấy hạt giống cho nó ăn thử coi nhìn nó xíu à. Để tôi lấy cỏ nè, cỏ nè. Có vô cái hạt giống nha. Nào ăn cỏ. Nói nó chỉ phục vụ cho rết hút thôi kìa. Hả? Chỉ phục vụ cho rết hút? Ừ. Thiệt hả? Ừ. Ê, để tôi quýnh nó đi rồi coi. Ê, tôi quýnh đi rồi coi kìa. Ê, đừng, đừng. Trả lại, trả lại. Ủa, sao Hiro tạo ra mà phục vụ rết hút ta? Cái gì vậy? Rết hút bấm nút hồi sinh cuối cùng à. Rết hút bấm nút hồi sinh hả? Tôi tạo ra con của tôi nữa. Giết nó đi, giết nó đi. Giết cái đâu luôn. Ta triệu hồi mày về địa ngục nha, ta cho mày về địa ngục nha. Tàu 2 quá kết cho nó đi. Rồi chết rồi. Giết hút. Ta trả lời lỗi giết hút. Nhìn con đây tiêu. Ê lựa con khác ơi. Ê lựa con khác, lựa con. Ê lấy đầu con gà nè, cộng với cái mình con zombie nè. Ôi, nãy mới làm cái con gà rồi mà. Không, còn nữa, chưa tôi muốn thử con này. Ê coi ai con nào dễ thương bằng con nãy của tôi không. Ê có con này ghê lắm nè. Đâu. Đây nè. Đâu. Ê bây giờ cho con. Cái gì vậy? Chết cái đầu đi chứ. Cái này chân zombie thì tiếu à. Chân con zombie thì tiếu. Cái mày bó bột đây cái gì vậy? Nay gì bó bột á? Cái gì vậy? Trời ơi, tôi nó tạo ra cái con nghiệt xuống. Cái con nghiệt xuống gì vậy trời? Về đi ngục đi em, bây giờ đi ngục đi em. Tự chết cái đầu á. Cái con nghiệt xuống gì vậy? Hút với Hiro làm gì rồi tới mèo nè. Không, tôi chưa chịu hồi mà. Ủa, nãy Hiro có rồi mà. Tới lượt mèo làm, mèo làm gì mà làm đi. Tôi không chịu cái lò nghiệt xúc này nữa. Tôi chưa đổi cái lò nghiệt xúc này nữa. Nhìn thấy ghê quá. Để tôi ơi, các bạn ơi, các bạn thấy cái gì không ạ? À? Cánh tâm gì đang diễn ra vậy các bạn? Đây, nè, coi mèo nè. Từ. Cách nào để mở cái này lên, tôi mở được nè. Hình như có ai đang chế Hiro đang chế. Nè, ở dưới á, nhân ở dưới á. Đây. Tôi sẽ cho một loài động vật vô cùng là đẹp ý và xinh đẹp. Đó, để coi mẹ có cái loài xinh đẹp hơn nữa này rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, sau đó bấm hồi sinh chưa? Nhấn đè ship, nhấn vô nó. Ta-da! Trời ơi, trời. Ủa, cái con gì vậy? Con gì kỳ vậy? Nó hiếu, hiếu. Thôi, để tôi đưa nó về địa ngục đi. Hai cái tay của tôi đâu? Ê, hai cái tay đâu? Tôi không có tay. Tại mẹ không gắn cái tay cho nó. Không được, làm lại. Tôi có gắn tay mà, tôi gắn tay của mặt tuột mà. Coi chừng cái tay bà tụt á, nó dính với cái mình á, nó không ra đâu. Nè, nó nè, mẹ coi cái loài nghiệt xúc của mèo tạo ra nè. Xấu nhạt. Trời ơi, con bình thường chết. Xấu rồi con mới đầu tôi à. Nó giống con giả tràng lắm luôn. Giống giả tràng. Nó thằng gù quá, giống thằng gù quá. Giống thằng gù ấy nè. Ê. Ê, cho nó bạch đi, cho nó ăn xương coi nó có ăn không. Không, con này không ăn đâu. Cái này là cái loài nghiệt xúc gì rồi. Nó sẽ không ăn gì cả. Đưa nó về đi. Nè, tôi tạo cho. Đây những loài động vật mới của Minecraft. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn đã thấy bao giờ chưa? Đây tới lượt Hiro nè, có Hiro bỏ gì vô ạ? Hình như con chó sói. Ủa này con mà tôi mới tạo mà. Nhân làm tôi Hiro chế gì kỳ đâu. Ủa? Bấm lúc nào? Đè xếp nhấn dưới. Đè xếp nhấn dưới á. Nhấn ở dưới lóc dưới á. Đây tôi tạo dần cho Út coi xong. Con cô lên. Đó. Cậu con cô. Nó đâu có ra con gì dễ thương đâu, nhìn con này ngu chết. Ờ, nhìn con này nó tí tí rồi. Không, giờ cho quýnh nhau à. Đó, đừng giết nó. Đâu, nhau đâu, rồi, quýnh vô thôi. Rồi, để tôi thử quýnh ông, ông quýnh tôi á. Ờ, đúng rồi, thôi, nè. Tụi nó quýnh nhau. Đi đây là vệ sĩ của tôi. Ờ, đúng rồi. Để tôi tạo con vậy này nè. Con này là... Ờ, quýnh vệ sĩ tôi bắt máu rồi. Cái con của Hiro luôn. À, tôi phải làm một con khác mới được. Tức quá, ôi người ta. Để tôi chế con này nha, mọi người không được đụng vô nha. Đây, đây cái con của tôi đây. Con gì vậy? Lại đây coi nó nè. Đâu, nó có gì đâu. Cái con này. Thôi rồi. Ủa nó hết quèo một chân kìa. Ủa nó có hết tay. Chế là những con quèo một chân kìa là sao? Làm sao tao hãy nuôi mày nổi. Thôi tôi quyết định chọn vệ sĩ khác đi. Thôi hai người cho vệ sĩ đấu với nhau coi được không? Đây đây thử tôi về. Rồi. Ê nó quýnh tôi à. Quýnh kìa cà chớ kìa. Đánh Hiro không? Đánh Hiro á. Đánh Hiro á. Dạ. Rồi. Rồi nó quýnh tôi luôn kìa. Nó đánh nhau không? Quýnh tao hả? Nó đâu đánh nhau không? Quýnh nhau hay gì? Nó lại vậy? Nó trẻ vô kìa. Nó đang ở gần nhau làm gì vậy? Sao vậy? Ủa chọt kìa. Ủa làm cái gì vậy? Ủa làm đủ kiểu luôn kìa.
không hiểu luôn. Cái con mới đến hết lại quá hả? Làm gì hả? Đó là cái gì vậy? Thôi trả trả về đi ngục đi mấy ông ơi, vừa thôi. Kiếm cái chân nào đàng hoàng cho cái lũ con của tôi đây. Đó. Ta ta. Gì vậy? Cho soi bằng đập. Thôi nhạn. Coi cho soi bằng đập. Ok, để mèo ha. Đây là mèo đó, mèo chế đi. Mèo sẽ chế là một cái con vô cùng là xinh đẹp. Con gì mà xinh đẹp dữ vậy mèo? Hình như thiếu cái gì đó. Tiến sĩ gà. Nhìn nó sao sao mày ơi, nhìn nó xuống giật sao. Thất bại. Cái này là thất bại của tao quá. Nó còn cao hơn tôi. Cái này là thất bại của tao quá. Tôi sợ con này. Ôi nhìn ghê. Tôi nè. Cái con của mèo là nó bình thường thôi. Còn con của tôi nó mới đáng sống nè. Cái con nó không đáng sống đâu. Tôi nói thiệt. Cái con của mèo sao đáng sống mà cái con của tôi. Đâu. Đâu. Tạo ra kìa. Đâu. Superman. Ra lịch sĩ hả? Ôi, sương sườn ra. Mẹ ơi, đi đâu coi nè. Đâu đâu. Đâu sát mẹ sườn luôn. Ra lịch sĩ. Con lụt tè, con câu nhau. Anh em á, chào nhau đi tụi bay. Chào nhau đi. Chị nghe đi mấy cưng. Gọi tao đi đâu. Ê vậy, tôi tạo thử con cũng gà quá. Trời ơi, dũng sĩ ngực nở sát mẹ sườn luôn, ghê chưa? Gì thì ngực nở sát mẹ sườn ngay. Ừ, gồng lên cái là xương bắt. Con này đẳng cấp quá, tôi sợ con này hẹt á. Sợ con của tôi hả? Vậy chứ hư, chứ hư. Thì đâu đâu, đi đâu. Ê mèo. Hả? Tôi có cái lòi này nó xúc giật lắm nè. Lòi gì nữa? Nhưng mà chế xong là Hiro với mèo không được nói gì hết nha. Lòi gì mà còn xúc giật hơn lòi này. Hiro, đợi Hiro chế xong rồi. Hiro làm gì đâu, Hiro. Hiro làm giùm tôi đi. Rặn ra chưa? Ta ra. Sao kìa? À, để bàn ha. Linh trưởng. Ôi, linh trưởng. Linh trưởng. Đệ bàn cái gì á? Linh trưởng đệ bàn hả? Giống cho đệ bàn hả chứ? Đệ bàn hả? Con này thấy cái mặt của nó đẹp rồi kìa. Đẹp. Chế xôi mà đánh nhau kìa. Quýnh nhau nè. Đánh nhau. Nó quýnh tôi kìa. Quýnh nhau. Đây, con của mẹ quýnh đệ bàn nữa kìa. Anh thấy con này giành cái mặt của nó quýnh đó. Trời ơi, sao tụi bay quýnh nhau vậy? Tụi bay là lòi linh trưởng quýnh nhau hả? Đừng đánh nhau. Chút lòi à. Cái con của con thấy yếu thế hả? Bị quýnh nhau hả? Nó nghe nè. Lại cái bàn. Lòng ngơ quýnh đâu có tới. Nó giết chết luôn kìa. Giết chết luôn hả? Cái con tôi ghê chưa? Ê, Hiro. Coi cái con này của tôi nè. Ê, lại cái bàn này coi cái con này nằm đẹp lắm Hiro. Đẹp ha. Ừ. Đẹp bàn nữa mà. Đẹp bàn nữa chứ. Nè, coi cái con của tôi nè. Đâu? Còn đi thuốc đâu? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Ông xã ơi, con gì vậy hết? Đó. Nó đâu rồi? Đâu? Gà lực sĩ. Nó bay cái gì trên trời á, đúng không? Nó đâu không bay trời đâu, tôi có tạo con nào bay đâu. Ủa, chứ nó đâu? Tạo con gì vậy? Tôi tạo ra con này mà tôi không thấy nó đâu hả? Thảo lần nó coi. Đâu rồi nào? Trời ơi, cái con này nó xúc giật quá, trời đất không cho thành luôn. Không giờ tạo để quýnh nhau đi. Thế nó tự đánh nhau rồi. Tôi thấy, tôi không thấy nó ra nữa. Chứ kì vậy? Thành đi tạo nhiều quá rồi, giết bớt đi. Giết bớt hả? Ok, giết bớt nè. Giết bớt cái đậu quân. Ê, tôi có cảm giác con âm binh. Hút, tôi có cảm giác con nào nó cứ bay hút. Đâu? Nè, tôi thấy quá trời cái bóng này luôn nè, thấy không? Nè, ông tạo ra rồi. Vậy cách nào đưa nó về địa ngục? Nó tập hình nó hút. Ờ, cái con của tôi tạo ra nó nè, không hình dạng luôn á. Ông nhìn dưới đất nè, hút, ông nhìn dưới đất nè, có bóng nè, ông thấy không? Để tôi dạy cái con gà lực sĩ này của mèo cái. Gà lực sĩ. Ông nhìn ở dưới đất nè, thấy chưa? Dí nó mèo. Rất nhiều bóng đánh, luôn. Đánh trúng nó nè. Ừ, rất nhiều bóng luôn nhưng mà không biết nó là con gì nè. Dí nó đi. Rồi, nói chưa? Vậy con này của hút nó tàng hình á. Ừ, con của nó tàng hình. Chứ không phải học ra. Ủa, mà sao nó tàng hình được hay quá vậy? Con này con gì đây? Con gì ạ? Hãy biết đâu. Ừ, chiến binh tôi đừng quýnh đó. Người heo vô lum. Nãy giờ hình như chưa ai tạo con này đúng không? Tôi tạo thử rồi. Còn con này thì sao? Con gì ạ? nhìn cái á. Con gì ạ? Tạo cái con nhìn từ lâu. Quýnh lộn, cho quýnh lộn đi. Sao kỳ vậy? Nãy giờ mấy ông chưa có tạo ra những con vật gì đắt yêu đúng không? Để tôi kiếm thử cái đầu con rồng Ender. Ừ đúng rồi. Nè, coi tôi tạo ra một con động vật vô cùng đáng yêu nè. Ê trời đó, coi nè, một con vật vô cùng xinh đẹp thì đáng yêu luôn, ghê chưa? Con gì vậy? Rồi. Nó đánh nhau kìa. Đánh nhau kìa. Vô. Vô. Đánh nhau rồi. Đó đi. Ê thắng. Đi. Cô gà có chạy xuống đòi luôn, chạy chết con gà của tôi. Cô gà phải. Sao con cừu, con không biết bơi. Hai con mèo. Hai con này sao không đánh nhau à? Ừ đúng rồi, tại sao ạ? Tại vì nó yêu quý nhau á. Trời. Tôi hiểu rồi, biết sao không? Trong người của con này có một phần là quái vật và trong người của con này cũng có một phần là quái vật. Cố tạo con gì nữa? Tôi còn biết nữa. Bò. Đâu rồi? Đó đâu rồi?
nữa đã tạo con tập hình nữa rồi trời. Rồi á, muốn tạo con gì nữa rồi đó. Nè con này nè, tôi bảo đảm con này nó hữu hình nè. Bò hữu thủy. Nó có cái đùi nữa nghe. Chứ cái đầu chứ. Nó có cái gì ở sau lưng nữa nghe. Cái cặp vú nó bị xệ lên. Cặp vú bị xệ. Đây con thả nước này cho nó thả trúng này ơi. Mày các bạn biết đâu, phải biết đâu, phải biết đâu. Tụi ba tôi đang có gì việc mới xuất hiện rồi. Con gì vậy? Đánh nhau. Cái gì vậy? Đó, cái gì vậy? Có tao thấy cái gì vậy? Sức mạnh của tạo hóa thất bại. Chết chưa? Rồi ok. Thôi đủ rồi, hết nãy giờ mình dọc cái làng này bấy quá à. Giết mấy con này đi. Ê, tạo thêm dân làng cho mấy tụi này sinh nở với nhau. Ờ đúng rồi đó. Tụi này sinh nở với nhau biết ra cái lò gì. Ê, hết, ông thử ông tạo dân làng gì kì á. Hết, ông vậy. Tạo ra con dân làng, cái ông nhốt con dân làng, chỉ con đó vô nhà con có đẻ không. Rồi á, tôi thấy cái lòi này nó được phải nào? Lòi gì vậy? Mày thấy cái lòi này nó làm sao? Thiếu chân không? Chào bò. Nó chào mày. Chào. Hết. Lòi trâu thiệt á. Vậy? Nó bò mà trâu á. Con dân làng gà rồi, ông nhốt chung với con dân làng phải có đẻ không? Dân làng gà. Với dân làng à. Hay á, tôi hết ý kiến đó là như là. Cái ông nhốt chung với con dân làng đó coi. Cái tạo ra cái lòi này coi. Lòi gì vậy? Gà. Ông tạo con dân làng gà đi. Gà thì cộng ra chỉ ra con gà thôi à. Ừ, gà cộng ra hình con gà. Nó mập hơn bình thường á. Giống mập hơn á. Ừ, cái cách nó cũng khác bình thường. Còn cái con này thì sao? Con tao xúc xích gà à. Gà giặt lông. Gà giặt lông. Gà giặt lông. Gà giặt lông, chứ mà xúc xích gà. Kêu ông tạo cái đó đi. Còn cái này. Trời ơi trời, ông gì ăn phải ông ăn gà lắm không? Ông đi điên rồi, ông tạo mấy con gì kia tào lao. Chúng vậy? Ta sẽ có một cái danh trại gà. Mày cứ thu được quánh tôi nè trời ạ. Ôi nào, ôi nào, ôi nào. Ờ, tới đây được rồi mày ơi, tới đây được rồi. Giết hết con gà. Ôi, tới đây được rồi, thôi thôi tôi cười bể bụng tôi chết quá. Giết hết, đại là tị nạn của ông là ai nào. Có con dơi không? Đúng rồi, nãy giờ chưa ai chơi. Không, không có con dơi mày ơi. Chứ nãy giờ có con dơi là nãy giờ. Gắt cách dơi vô trong dân làng chẳng may. Ê, tôi nghĩ à. Mấy cái thứ gọi là xúc sinh vật rồi. Sao kì á? Hình như bạch tuộc mà đưa lên tay không có tay hay gì á. Cái này là xúc sinh vật. Được rồi, ấp nha. Ờ, à, được rồi, được rồi, được rồi. Ờ, à, mệt quá. Nãy giờ chơi quậy ba anh cái làng đi. Đi đâu tạo con hả? Trời ơi, chó nhện. Dạ chó. Đâu, đâu. Cái này đâu có nhện đâu. Bạch tuộc hả? Hay là gì vậy? Bạch tuộc. Ôi, hôm nay tới đây chơi đủ vui các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những clip mới nha. Bye bye mấy bạn nha. Bye bye. Giết nó đi rồi, giết nó. Yeah.